Đây đây đây. Rồi rồi, vào trong nhà đi, vào trong nhà chờ cái dù đến đón thôi anh ơi. Ờ một là phút là rưỡi là, nữa em mới hồi sinh. Là anh bật, là anh bật rồi đấy à? Vâng, tí nữa nó sẽ thả một cái cột xuống. Ờ. Của anh sẽ nước này. Đeo dù vào thôi. Có một x4 nhá, thường một x4 nhá. Ơ ờ, sao sao anh dùng rồi mà nó vẫn chưa hết? Ơ ờ, anh đã chưa? Ơ ờ, không biết. Đây đây anh không, anh dỡ ra cho thằng nào dùng này. Đây thằng nào thằng dùng đi, anh không biết dùng. Leo phát được luôn nhá. Đặt giữa đường đi anh Leo, đặt đi. Leo phép có biết dùng không bằng nhặt. Đúng rồi. 7 giây. Mày ra chưa? 1 phút nữa em ra, anh nhìn mày ra chưa? Như kiểu đẻ nhờ, như kiểu vợ đẻ nhờ. Mày ra chưa? Chưa đẻ, em đang giận. Như kiểu chờ vợ đẻ nhờ. Mày ra chưa? Anh em mình bay vào đâu đã? Đây đây, tập pinh cho. Đây rồi nhá, từ bay đây đây, an toàn là chỉ có ra đây thôi. Không, an toàn phải ra đầu này em ơi. Phải ra đầu đấy thì mới an toàn. Nhưng mà đừng có xe đâu anh ạ. Thì biết phải chấp nhận rồi. Từ anh chờ đó. Máy bay sắp đến rồi. Đây đây đây. Thế thì tao nghiên cứu được không? Bay vào đây thì là an toàn này. Rồi em khảo sát nhá. Bay vào đây nguy hiểm. Thôi được, liều đi. Máy bay sắp đến rồi mà. Đấy. Ép đi anh em ơi. Ép. Ép vào đấy đi. Ép đi anh Dũng. Ép anh Dũng ơi. Ép đây anh Dũng ơi. Thật vô nghĩa. Anh Dũng ơi. Ép đây Dũng ơi. Anh em. Tao chưa kịp ăn. Để chịu. Ui, trước kia ở dưới nó bắn kìa. Ui, dưới nó bắn tròn rồi đấy. Anh ơi, nó bắn ra trên cái đỉnh đồi.